Thưa quý vị, cả nước hiện có 23 địa phương triển khai dạy học trực tiếp, 15 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp trực tuyến qua truyền hình, 25 địa phương dạy học bằng hình thức trực tuyến và qua truyền hình. Tại Hà Nội, sau hơn 5 tháng ở nhà và học trực tuyến vì dịch bệnh, cả thời điểm này thì giáo viên và phụ huynh cũng như học sinh đều mong muốn được quay trở lại trường tiếp tục học trực tiếp. Thực tế thì nếu căn cứ vào mức độ dịch bệnh của các xã phường tại Hà Nội thì hầu hết các địa bàn đều có thể tổ chức dạy trực tiếp theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên đến thời điểm này thì việc học sinh Hà Nội có thể đến trường vào tháng 11 hay không thì vẫn là một câu hỏi mà chưa có câu trả lời. Có con năm nay vào lớp 6, đầu cấp với bạn mới, trường mới, phương pháp học tập mới. Thế nhưng, con chị Nhung mới chỉ gặp thầy cô và bạn bè qua màn hình máy tính. Vì thế, gia đình chị càng mong muốn cho con được đến trường sớm. Phụ huynh cũng rất là mong muốn được các con trở lại trường. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng cảm thấy rất là lo lắng về cái tình hình dịch bệnh ấy. Nó cũng vẫn đang diễn ra, cũng sợ là nó phức tạp thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các con rất là nhiều. Còn cô giáo Lê Thanh Tâm khá lo lắng vì khóa học sinh lớp 9 cô chủ nhiệm năm nay đã 3 năm liên tục phải học trực tuyến. Đây cũng lại là năm học quan trọng đối với học sinh. Thế nên nếu việc học trực tuyến kéo dài sẽ không hiệu quả như học trực tiếp, chưa kể các vấn đề tâm lý. Nào, cô mời bạn Thái Linh. Trực tuyến thì cái việc mà tôi có thể nắm bắt được tình hình sau mỗi cái tình hình kết quả của các con ấy, sau mỗi giờ học là cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn. Và cái việc mà học trực tuyến kéo dài như thế này thì cái tâm lý của các con cũng như là tâm lý của bản thân giáo viên ấy, sẽ cảm giác là nó kéo dài quá, với cái việc ngồi trước màn hình máy tính gây một cái cảm giác là nó sẽ bị chán nản. Dù chưa biết khi nào học sinh Hà Nội mới được đi học lại, nhưng các nhà trường với kinh nghiệm 2 năm học vừa qua đều đã chuẩn bị khá sẵn sàng cho việc học sinh trở lại trường. Việc đầu tiên là sẽ tổng vệ sinh toàn trường, sau đó thì bổ sung trang thiết bị các cái đồ dùng cần thiết để phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn vân vân. Và đặc biệt là nhà trường xây dựng cái phương án để cho học sinh cái giờ đón giờ đi đảm bảo giãn cách để đảm bảo an toàn cho học sinh. Trường Mầm non Bình Minh đã xây dựng các cái phương án để đón các con. Phương án thứ nhất đó là phương án xử lý các tình huống mà nghi ngờ nhiễm COVID hoặc là trong trường có các trường hợp F1 và F2 theo cái quy định của Bộ Y tế. Thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước đang xảy ra tình trạng học sinh vừa đến trường được 1-2 ngày thì lại phải nghỉ dịch vì phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19. Thế nên, thận trọng khi mở cửa trường học là đúng. Nhưng với những địa phương nguy cơ thấp, học sinh ở các xã phường được đánh giá cấp độ 1 về dịch bệnh, thì nhiều chuyên gia vẫn tiếp tục đề xuất Hà Nội nên cho những học sinh ở khu vực này đi học trở lại.